Hồng Anh xin được kính chào quý vị khán giả của BBTV. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Và đây cũng chính là thời điểm mà ngành nông nghiệp địa phương nâng cao năng lực cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, phục vụ thị trường Tết. Và bên cạnh đó thì ngành công thương cũng sẽ tăng cường công tác quản lý về giá cả, tạo điều kiện để người dân mua sắm Tết với những mặt hàng chất lượng và giá cả bình ổn. Và cùng với đó thì các doanh nghiệp cung ứng, phân phối sản phẩm cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cho đợt mua sắm cao điểm dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Và cũng chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Và chúng tôi hy vọng là buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ là một diễn đàn để cho bà con nông dân của chúng ta, người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước có thể hiểu rõ hơn về những cái giải pháp để vừa cung ứng các mặt hàng thiết yếu, vừa quản lý bình ổn thị trường tại địa phương tỉnh Bình Phước của chúng ta. Và kính thưa quý vị, tham gia vào buổi tọa đàm ngày hôm nay thì ngay bây giờ Hồng Anh xin được giới thiệu cùng với quý vị sự hiện diện của hai vị khách mời. Trước tiên thì chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, ông Hoàng Mạnh Thường. Và vị khách mời thứ hai chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị đó chính là ông Nguyễn Ngọc Thức, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Bình Phước. Trước tiên thì Hồng Anh sẽ được thay mặt cho những người thực hiện chương trình tọa đàm ngày hôm nay gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến với hai vị khách mời vì đã nhận lời tham gia vào chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm dịp Tết ngày 12 tháng 12 năm 2023 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 363. Các giải pháp trong kế hoạch này nhằm đảm bảo cân đối, cung cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, bình ổn thị trường và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Và trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của buổi tọa đàm ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị khán giả cùng với hai vị khách mời chúng ta hãy cùng dành một ít thời gian để theo dõi một số điểm chính của kế hoạch này, quý vị nhé. Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, Bình Phước sẽ tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, bình ổn thị trường và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội. Tỉnh ưu tiên kích cầu tiêu dùng, triển khai nhiều hình thức khuyến mại tập trung, bán hàng lưu động, phục vụ tối đa nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên Đán, đưa sản phẩm bình ổn thị trường, giá cả hợp lý đến tay người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan, triển khai thực hiện 4 nhóm nội dung trọng tâm như tổ chức chương trình bình ổn thị trường, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến mại kích cầu tiêu dùng, mua sắm thông minh, tổ chức đưa hàng phục vụ người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, người dân tại khu vực vùng sâu, vùng xa, tổ chức hoạt động kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm của tỉnh. Cũng theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp phải ưu tiên nguồn cung nhóm mặt hàng cần đảm bảo cung cầu như lương thực, thực phẩm tươi sống, thịt gia súc gia cầm, thủy hải sản, trứng gia cầm, rau củ quả tươi, thực phẩm chế biến như giò, chả, nem, xúc xích, thực phẩm khô, thực phẩm công nghệ như đường, sữa, bánh kẹo, mứt, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, nước chấm, bột canh, mì, phở khô. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đa dạng các kênh phân phối như các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, điểm bán hàng bình ổn thị trường, chú trọng phát triển các điểm bán hàng tại các chợ truyền thống, các xã vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, chủ động tổ chức các chương trình khuyến mãi, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp. Vâng, kính thưa quý vị, qua kế hoạch vừa rồi thì chúng ta cũng đã phần nào thấy được về cái vai trò rất lớn của ngành công thương trong tỉnh trong việc chủ động nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên cho phép Hồng Anh sẽ được dành cho ông Nguyễn Ngọc Thức là trưởng phòng quản lý thương mại của Sở Công Thương Bình Phước ạ. Vâng, thưa ông Thức, đầu tiên thì ông có thể cho biết về cái việc năng lực cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước của chúng ta trong năm nay là như thế nào ạ? Kính thưa các quý vị khán giả, thì theo kế hoạch 363 của Ủy ban tỉnh thì Sở Công Thương cũng đã phối hợp với lại các cái sở ngành chức năng và ủy ban các huyện địa phương để triển khai các giải pháp cung ứng hàng hóa đảm bảo bình ổn thị trường năm 2024. Thì đến nay thì bên cạnh cái sự tham gia của các cái điểm bán hàng, các cái tiểu thương tại các cái hệ thống bán chợ, tại các cái hệ thống chợ,
thì có khoảng hơn 300 trên 7.500 điểm bán hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước tham gia cùng sở với Sở Công Thương cái điểm bán hàng bình ổn thị trường. Bên cạnh đó thì có cái hệ thống Bách Hóa Xanh với 54 cửa hàng và cái chuỗi cửa hàng Winmart, và đặc biệt là hệ thống siêu thị Thống Bắc, Đồng Phú, Đồng Xoài và 17 doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh cùng tham gia đồng hành với Sở Công Thương để thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo cung ứng hàng hóa trong dịp Tết thị trường năm 2024. Thì đến nay thì công tác chuẩn bị hàng hóa thì cũng đã được các cái doanh nghiệp chuẩn bị từ trước và đảm bảo cái nguồn cung thị trường trong năm 2024 với cái lượng hàng hóa dự trữ là có thể là nó là tăng gấp nhiều lần so với là dịp bình thường. Tổng cái lượng hàng hóa dự trữ trên địa bàn tỉnh thì theo ước tính là cả trên 1.000 tỷ và có thể tăng trong dịp cận Tết. Thưa ông Hoàng Mạnh Thường, nhân đây thì ông có thể cho biết về những cái nguồn cung mặt hàng có chất lượng của ngành nông nghiệp tham gia thị trường năm nay là như thế nào hay không ạ? Thưa quý vị khán giả, thì cũng như mọi năm và hàng năm thôi, là Tết cổ truyền và Tết dương lịch thì ngành nông nghiệp luôn chủ động trong chỉ đạo sản xuất để phát triển các cái lương thực thực phẩm để phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày và đặc biệt các cái dịp Tết này. Thì qua các cái chỉ đạo sản xuất thì đến thời điểm này qua nắm bắt báo cáo của cơ sở về thì cơ bản chúng tôi đã đáp ứng được cái nguồn cung về lương thực thực phẩm, đặc biệt là nhất là các cái sản phẩm chế biến như là điều, hạt tiêu, sản phẩm từ điều thì rất là đa dạng. Và ngoài cái cung ứng cho thị trường ở tỉnh thì chúng ta đã cung ứng cho ngoài tỉnh và xuất khẩu được. Và trái cây nữa, trái cây là sản phẩm từ chuối, vụ xuất khẩu nữa. Thì bên cạnh đó thì cũng có một số cái lương thực thực phẩm còn cân đối cung cầu ở tỉnh còn thiếu, thì vừa qua chúng tôi đã thông tin lại cho Sở Công Thương và các cái doanh nghiệp cung ứng để cái nhu cầu một số cái rau củ quả mà dùng trong dịp Tết hoặc là các cái sản phẩm khác dùng trong dịp Tết như là lúa, gạo để phục vụ Tết thì vẫn còn thiếu một chút. Thì vừa rồi chúng tôi đã cung cấp thông tin để cho ngành công thương và các cái đơn vị cung ứng để chúng ta chủ động cân đối để đảm bảo sao dự kiến thì nó cũng phải tăng lên sản lượng cái nhu cầu so với bình thường có thể là từ 15-20%. Qua những cái ý kiến chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của cái việc thanh tra, kiểm tra cũng như là cái việc giám sát thị trường. Nhưng mà chúng ta thấy có một thực trạng là thường thường vào dịp cuối năm á, thì các mặt hàng giả nè, hàng nhái nè, hàng kém chất lượng nè tuồn vào thị trường, thâm nhập vào thị trường rất là lớn. Như vậy thì thưa ông Nguyễn Ngọc Thức, về phía Sở Công Thương á, thì chúng ta đã có những cái giải pháp gì để có thể chủ động đối phó với cái thực trạng trên ạ? Để mà chống các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, các đối tượng thường dịp Tết hay lợi dụng những cái nguồn hàng hóa và trà trộn vào những cái hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Thì Sở Công Thương cũng cùng với lại quản lý thị trường cũng đã có cái tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có kế hoạch chỉ đạo để mà thực hiện cao điểm chống gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán này. Thì đến nay thì các đơn vị lực lượng chức năng, đặc biệt là quản lý thị trường đã vào cuộc rất là quyết liệt trong việc triển khai kiểm soát thị trường, bình ổn thị trường trong dịp Tết. Trong đó thì cũng đã yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát, phối hợp với các lực lượng để mà làm sao kiểm soát tốt cái việc hàng hóa thị trường Tết này. Bên cạnh đó thì quản lý thị trường cũng đã có cái kế hoạch tham gia và chỉ đạo tất cả các lực lượng tại địa phương thực hiện cái công tác kiểm soát này. Riêng đối với ngành công thương thì cũng đã có thành lập một cái tổ kiểm tra các hàng hóa, mặt hàng chủ yếu để mà tiêu dùng trong dịp Tết phục vụ bà con, thì cũng đã có thành lập. Trong đó thì bao gồm lãnh đạo của sở, rồi quản lý thị trường và ủy ban nhân dân địa phương để tham gia và chỉ đạo và để có cái mà kịp thời để nắm bắt tình hình để mà chỉ đạo
đảm bảo cái công tác bình ổn thị trường này. Hồng Anh xin được cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Thức đã vừa chia sẻ một số những cái giải pháp để chúng ta có thể chủ động đối phó với cái thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xâm nhập vào thị trường, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Và kính thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 363 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua thì lực lượng quản lý thị trường nói riêng và ngành công thương nói chung đã có rất nhiều những nỗ lực trong việc tăng cường công tác thanh kiểm tra, đảm bảo thị trường được bình ổn và chất lượng các mặt hàng thiết yếu được kiểm soát một cách chặt chẽ, nhất là việc kinh doanh thực phẩm động vật. Và tiếp ngay sau đây thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng với hai vị khách mời, chúng ta hãy cùng dành một ít thời gian để theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình của chúng tôi vừa mới thực hiện được. Quản lý và kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm, lương thực, các mặt hàng thiết yếu dịp Tết là công việc thường xuyên liên tục của lực lượng quản lý thị trường tỉnh và tất cả các địa phương. Nhiều đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch động vật, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, tuyên truyền tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ động vật nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân. Trong những ngày này, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch động vật an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp thị xã Trân Thành đã thực hiện đi kiểm tra giám sát hàng chục cơ sở kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên các tuyến đường quốc lộ 13, quốc lộ 14 và tại các chợ, các cơ sở giết mổ. Nội dung kiểm tra cụ thể là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật, điều kiện vệ sinh thú y các quầy sạp kinh doanh sản phẩm động vật an toàn thực phẩm. Là một người kinh doanh thì tất cả trong cái tiêu chí đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là hàng đầu, nên chúng tôi phải đảm bảo hàng hóa xuất xứ phải có nguồn gốc, giấy tờ đầy đủ và đảm bảo vệ sinh an toàn phẩm lành mạnh để sức khỏe người dân là tiêu chí hàng đầu. Cục Quản lý Thị trường Bình Phước tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Công Thương về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm. Cụ thể, các đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là tại các siêu thị, trung tâm thương mại, bám sát địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những đối tượng lợi dụng hàng hóa tiêu thụ mạnh trong dịp Tết để đầu cơ găm hàng, ép giá, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá lên cao để kiếm lời, gây bất ổn thị trường. Kính thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã phần nào thấy được rõ hơn về cái vai trò, về cái trách nhiệm của lực lượng quản lý thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi muốn được hiểu rõ hơn về những cái công việc trọng tâm của Sở Công Thương trong việc tăng cường thanh kiểm tra các mặt hàng Tết nhằm có thể đảm bảo được mục tiêu bình ổn thị trường theo kế hoạch số 363 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Xin được tiếp tục mời ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Thức ạ. Để đảm bảo cái mục tiêu kế hoạch số 363 thì Sở Công Thương cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cái sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các địa phương phối hợp tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường từ khâu sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Thì đặc biệt là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024, Sở Công Thương thì cũng đã thành lập cái tổ kiểm tra về công tác các mặt hàng bình ổn thị trường. Đối với các cái điểm bán hàng trên thị trường đã đăng ký thì để mà làm sao là nắm bắt kịp thời và để có cái chỉ đạo đó đảm bảo cái việc mà bán hàng hóa bình ổn trên thị trường. Thì với nhận định là Tết Nguyên đán là cái thị trường rất là nhiều cái bất ổn, các đối tượng cũng trà trộn vào để thực hiện các hành vi gian lận thương mại, thì quan điểm sở công thương là kiên quyết xử lý nghiêm các cái hành vi mà gian lận thương mại, rồi bán hàng gian, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm và xuất xứ hàng hóa, thì làm sao để mà đảm bảo cái quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo cái các sản phẩm đến tay người tiêu dùng là an toàn, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, hàng hóa hợp lý để người dân tham gia mua sắm chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền là thật là ấm áp, vui vẻ và an toàn và tiết kiệm.
Vâng, kính thưa quý vị, Bình Phước của chúng ta sở hữu hệ thống bán buôn, bán lẻ khá lớn với sự tham gia của rất nhiều những đơn vị cung ứng, cùng với đó là các hợp tác xã, các siêu thị và trung tâm thương mại. Và để nắm rõ hơn về năng lực cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thì phóng viên BBTV đã có một cái cuộc khảo sát thực tế tại một trong những hợp tác xã địa phương. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời hai vị khách mời, chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Thanh Cát đang có mặt tại Copmart Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một trong những cái đơn vị được coi là cung cấp các mặt hàng thiết yếu để mà phục vụ cho thị trường Tết lớn nhất tại tỉnh Bình Phước của chúng ta. Mời quý vị và hai vị khách mời, chúng ta sẽ cùng xem năng lực của đơn vị để mà chuẩn bị hàng Tết ra sao, các chính sách để mà hỗ trợ cho khách hàng trong dịp Tết đang về như thế nào ạ. Loạt 120 siêu thị, nhà bán lẻ trên toàn tỉnh đang thực hiện tháng quảng bá nông sản OCOP phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các đơn vị đặt ưu tiên hàng đầu trong việc hỗ trợ phát triển hàng Việt trong chuỗi hoạt động kinh doanh, vừa chủ động kết nối cùng địa phương phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hàng hóa, vừa hỗ trợ đắc lực trong gia tăng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng nông sản cho bà con nông dân, các hợp tác xã trong toàn tỉnh. Tại Copmart Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thay vì chỉ giảm giá cho những ngày cần Tết như thông lệ, hệ thống Copmart đồng loạt giảm giá hàng Tết sớm để giúp cho người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm và không bị dồn áp lực mua sắm vào những ngày cuối năm. Việc giảm giá hàng Tết sớm được chuỗi siêu thị này thiết kế một cách khoa học để người dân có thể bắt đầu mua sắm từ bây giờ với danh mục giảm giá hợp lý, đảm bảo sự đa dạng ngành hàng. Đơn vị cũng đã tính toán kế hoạch sẵn sàng cung ứng khi nhu cầu mua đột biến, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Ghi nhận tại Copmart Đồng Xoài, các mặt hàng Tết được bày bán khá đa dạng, mẫu mã đẹp, hình thức bắt mắt và giá cả phải chăng đã thu hút khá đông người dân đến mua sắm. Hàng Việt Nam bây giờ chất lượng cũng khá là yên tâm. Cái thứ hai là mẫu mã cũng là bắt mắt. Cho nên là tôi là chuộng hàng Việt Nam hơn. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng, siêu thị Copmart Đồng Xoài đã tăng lượng bán hàng gấp 2 đến 3 lần so với những tháng kinh doanh thông thường, trong đó tập trung vào những mặt hàng sản xuất trong nước như là thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đặc sản Tết, nước giải khát cho một số mặt hàng truyền thống mà khách hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết. Cạnh bên Hưng Cát lúc này là anh Đỗ Doãn Thanh, đại diện Copmart Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, và chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm về cái năng lực chuẩn bị cũng như là cái việc chuẩn bị lên thực phẩm cho mùa Tết 2024. Xin chào anh Thanh. Xin anh cho biết là cái năng lực cung ứng các mặt hàng thiết yếu để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán mà Copmart Đồng Xoài của chúng ta đang triển khai ạ? Nhằm phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp cao điểm cuối năm cũng như là phục vụ cho cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thì ngay từ quý 3 năm 2023, siêu thị Copmart Đồng Xoài đã có bước chuẩn bị hàng hóa cho Tết Nguyên đán năm nay. Theo đó, thì tổng giá trị hàng hóa tích trữ trong kho dự kiến là tăng từ 20 đến 50% so với ngày thường và theo nhóm hàng. Trong đó tập trung chủ yếu cho nhóm hàng bình ổn thị trường, bao gồm dầu, gạo, đường, các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, các mặt hàng thủy hải sản, mặt hàng rau củ quả và thực phẩm chế biến. Phần còn lại thì dành cho ngành hàng thực phẩm khác cũng như là phi thực phẩm và các mặt hàng đặc sản Tết. Theo dự báo của siêu thị Copmart Đồng Xoài thì sức mua của người dân sẽ tăng từ 3 đến 4 tuần trước Tết, và siêu thị Copmart Đồng Xoài kỳ vọng sức mua này sẽ tăng từ 20 đến 30% so với những tháng kinh doanh bình thường. Và sức mua của người dân sẽ tập trung vào các mặt hàng thực phẩm Tết, bao gồm như là bánh, kẹo, mứt, các mặt hàng bánh chưng, bánh tét, dưa muối, củ kiệu và các mặt hàng trái cây dùng cho việc trưng bày mâm ngũ quả. Thưa ông, trong các cái dịp Tết đến xuân về thì rất là nhiều những cái hợp tác xã, các cái đơn vị cung ứng, trong đó có Copmart của chúng ta, thì triển khai rất là nhiều những cái chính sách khuyến mại rồi là bình ổn giá. Vậy thì xin ông thông tin thêm về cái chính sách này tại Copmart Đồng Xoài Bình Phước chúng ta. Theo dự báo như của siêu thị Copmart Đồng Xoài cũng như hệ thống siêu thị Copmart, thì năm nay vì ảnh hưởng của nền kinh tế, vì vậy thì sức mua của người dân cũng sẽ thắt chặt trong quá trình chi tiêu cho mua sắm Tết. Vì vậy siêu thị Copmart Đồng Xoài đã chủ động phối hợp với các đối tác trong việc cho ra những sản phẩm bình ổn thị trường. Cái thứ hai là những sản phẩm bình dân. Mục đích của chúng tôi đó là để chia sẻ gánh nặng chi tiêu đối với người tiêu dùng. Theo đó thì siêu thị Copmart Đồng Xoài cùng với hệ thống siêu thị Copmart trên cả nước đã triển khai chương trình khuyến mại là đến Cóp chở Tết về. Chương trình này thì được thực hiện trong thời gian 59 ngày, bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 năm 2023 và kết thúc vào ngày 9 tháng 2 năm 2024. Trong đó trọng tâm sẽ là giảm giá lên đến 50% cho khoảng 10.000 mặt hàng, và càng về Tết thì mức độ giảm giá sẽ càng tăng.
mục đích là giúp cho người tiêu dùng có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Trong đó chúng tôi tập trung vào cái nhóm Hamper Tết, tức là những sản phẩm phù hợp với người lao động có thu nhập thấp, có mức giá từ 99.000 đồng, 129.000 đồng, 149.000 đồng, vân vân. Mục đích là để cho người tiêu dùng có thể có những sản phẩm thiết yếu, đồng thời cũng là thay đổi về mẫu mã làm sao cho nó bắt mắt và lịch sự. Đồng thời thì siêu thị Co Mắc Đồng Xoài cũng phối hợp với các đơn vị OCOP của địa phương về hạt điều, tiêu, cà phê và mật ong để tạo nên một cái kệ bán hàng OCOP nhằm tạo cái sự kết nối của sản phẩm OCOP địa phương với lại người tiêu dùng, cũng như là giảm được cái chi phí vận chuyển, thì từ đó giảm giá thành sản phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết này. Vâng, xin cảm ơn ông, và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là với rất là nhiều những cái chính sách như vậy, và đặc biệt là cái sự bình ổn giá thường có trong mỗi dịp Tết đến xuân về, thì bà con nhân dân của tỉnh Bình Phước sẽ có một cái Tết no đủ và êm ấm vui vẻ. Vâng, qua cuộc trao đổi vừa rồi giữa phóng viên BBTV với đại diện Co Mắc Đồng Xoài á, thì không biết là các vị khách mời cảm thấy như thế nào ạ? Trước hết thì ông anh xin được mời ý kiến của ông Hoàng Mạnh Thương ạ. Qua đây thì tôi mới thấy là cái việc cung ứng nó rất là quan trọng. Và đây là những cái đơn vị lớn và làm rất là khoa học. Thực tế thì việc cung ứng này trong ngành nông nghiệp ấy, thì chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai và cùng với các cái hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh, và nhất là các cái hội viên ấy, là cũng cung ứng qua bán hàng online, rồi là bán hàng trực tiếp ở các cái chợ đầu mối, và để được những cái sản phẩm vừa qua chúng ta nói đấy, như sản phẩm ốc cốp ấy, của tỉnh là có 135 sản phẩm rất là đa dạng như vậy, thì cái chất lượng nguyên liệu thì nó là quan trọng. Thì qua những năm qua thì chúng tôi cũng đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện để các cái sản phẩm nguyên liệu của nông nghiệp đầu vào cho ngành công thương là đã cơ bản đạt các cái chuẩn Việt Gáp rồi là Euro Gáp. Đấy là cái chất lượng để có cái sản phẩm đặc trưng như vậy. Vâng, vừa rồi là những ý kiến chia sẻ của ông Hoàng Mạnh Thương, và bây giờ thì Hồng Anh sẽ được quay trở lại với câu hỏi dành cho ông Nguyễn Ngọc Thức ạ. Ngay lúc này đây thì Hồng Anh rất muốn được ông cho quý vị khán giả được biết về cái việc giám sát kiểm tra chất lượng nguồn hàng tại các siêu thị nè, cũng như là các trung tâm thương mại và các hợp tác xã, thì nó được duy trì như thế nào ạ? Thì theo thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh về công tác kiểm tra bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết, thì Sở Công Thương cùng các ngành chức năng cũng vào cuộc là quyết liệt để mà thực hiện cái công nhiệm vụ này. Thì không chỉ riêng đối với trung tâm thương mại, qua hệ thống chợ, các cái hoạt động ở thị trường, Sở Công Thương cũng đều phối hợp với các ngành để mà tập trung để kiểm tra kiểm soát thị trường. Đặc biệt thì đối với lại cái hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, thì như chúng ta đã biết thì cái việc mà hàng hóa vào trung tâm thương mại hay siêu thị á, đều qua một cái bộ phận kiểm tra rất là gắt gao của cái hệ thống siêu thị, nên là cái việc mà hàng hóa đi vào á, thì cũng cơ bản là đảm bảo. Tuy nhiên cũng không loại trừ là các sản phẩm vào cái siêu thị là đều đảm bảo chất lượng. Thì Sở Công Thương cũng trên cơ sở kế hoạch của Sở cũng đã phối hợp với các ngành sẽ thường xuyên kiểm tra cái việc mà hàng hóa ra vào các thị trường của các hệ thống này. Bên cạnh đó thì cái công tác mà hậu kiểm đối với các loại an toàn thực phẩm của ngành công thương cũng sẽ thực hiện đồng bộ với lại các cái giải pháp và kiểm tra của các lực lượng, đặc biệt lực lượng quản lý trường, nên là cái việc mà hàng hóa khi vào các cái thị trường này cũng sẽ được các ngành quan tâm và kiểm soát rất cao. Hồng Anh xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ vừa rồi từ phía hai vị khách mời. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, quả thật á là cái việc duy trì giá cả ổn định, đa dạng các mặt hàng thiết yếu và đảm bảo chất lượng các mặt hàng Tết luôn là những cái nguyện vọng vô cùng chính đáng của người tiêu dùng. Và tiếp ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời hai vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi chùm ý kiến của người dân qua đoạn clip ngắn sau đây. Em muốn giá cả là luôn luôn ổn định như ngày thường, nó không có bị tăng quá đột biến. Ví dụ có tăng cũng tăng 2-3% thì người dân có thể chấp nhận, tại năm nay kinh tế nó hơi khó. Tết là tôi cũng như các người dân khác thôi. Mong muốn là giá cả cho nó bình ổn để dân mua sắm có ăn Tết cho nó vui vẻ trong gia đình nhé. Cho đầm ấm vậy thôi, chứ giá cả mà biến động mà cao là dân ăn Tết hơi bị nghèo. Là người tiêu dùng thì tôi mong muốn cái đầu tiên là thứ nhất là phải an toàn.
thực phẩm tất cả là phải an toàn. Thứ hai là giá cả thì bình ổn, chứ không có được là tăng giá trong dịp xuân năm mới. Đó là điều mong muốn của người dân. Vâng, từ những cái ý kiến chia sẻ của người dân thì một lần nữa chúng ta có thể thấy được cái vai trò, cái trách nhiệm của ngành công thương trong việc mang mùa xuân một cách trọn vẹn đến với mọi người và mọi nhà. Và không biết là sau khi được nghe những cái nguyện vọng của người dân á, thì các vị khách mời của chúng ta cảm thấy như thế nào ạ? Hồng Anh sẽ được mời ông Nguyễn Ngọc Thức có ý kiến chia sẻ ạ. Thì qua cái ý kiến của người dân chia sẻ thì tôi cũng như là cái mong ước của các cơ quan quản lý nhà nước để làm sao mà quản lý thị trường và các ngành chức năng cùng vào cuộc để đảm bảo một cái thị trường nó ổn định. Thì tôi tin rằng với sự vào cuộc của các ngành, các địa phương trong việc thực hiện cái việc mà bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán 2024 theo cái chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương, của Ủy ban Nhân tỉnh, thì tôi tin rằng thì người dân trên địa bàn tỉnh sắp tới sẽ có một cái Tết là ấm đầy, an toàn, vui vẻ và tiết kiệm. Vừa rồi là những ý kiến chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Thức. Còn riêng đối với ông Hoàng Mạnh Thường thì như thế nào ạ? Ông có khuyến cáo gì đến với mọi người, mọi nhà để giúp cho bà con nhân dân của chúng ta sẽ có được một cái Tết an vui, an toàn, lành mạnh và đặc biệt là tiết kiệm ạ? Đối với ngành nông nghiệp thì tôi thấy rằng là cái này thì trách nhiệm của cả xã hội, để chúng ta có trách nhiệm để được cái Tết an toàn, tiết kiệm. Và đặc biệt là đối với người sản xuất, trong sản xuất nông nghiệp và sơ chế chế biến thì cố gắng chúng ta thực hiện đúng các cái quy định của nhà nước và các cái quy trình của nhà nước đã quy định. Và đối với người tiêu dùng thì chúng ta cũng phải là những người thông thái để chúng ta lựa chọn, rồi là chúng ta cân nhắc để những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, có tem nhãn mác hàng hóa cho nó chu đáo. Ngoài ra đối với xã hội thì cũng cần quan tâm để giám sát và có ý kiến phản ánh kịp thời để các cơ quan nhà nước vào cuộc, để chúng ta cũng có cái giải pháp để hạn chế những cái tình trạng hàng gian lận kém chất lượng. Vâng, kính thưa quý vị, những ý kiến chia sẻ vừa rồi của ông Hoàng Mạnh Thường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước cũng đã khép lại chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề Giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Và trước khi nói lời chào tạm biệt cùng với chương trình, thì Hồng Anh một lần nữa sẽ được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và trước thềm năm mới thì Hồng Anh sẽ được thay mặt cho những người thực hiện chương trình tọa đàm kính chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Xin kính chào, tạm biệt.